tin trong trường, thông báo sự kiện, tin giáo dục và tin tuyển sinh. Thì khi vào đây trên đây là dòng thông báo về những thông báo quan trọng cần thông báo đến phụ huynh, ví dụ như là thông báo về chỉ tiêu tuyển sinh hay cũng như là thông báo về kế hoạch ôn thi đại học. Đây là phần ví dụ về khi xem tin tức phụ huynh. Sau đây có thể sắp xếp được danh sách những tin tức theo từng chương mục tiêu. Và phần xử lý tác vụ của giáo viên thì đây là những tác vụ của giáo viên có thể thực hiện. Giáo viên có thể quản lý được danh sách lớp học sinh. Mỗi giáo viên đăng nhập thì sẽ thấy được những lớp mà mình đang giảng dạy trong năm học đó. Ở đây là một giáo viên có thể quản lý, có thể dạy được 3 lớp. Đây em sử dụng Azac để xử lý phần này dữ liệu đấy, kiểu danh sách học sinh của từng lớp một. Trong phần giáo thư này em cũng sử dụng CTA-Editor để hỗ trợ phần trình bày. Trong phần đặc điểm học sinh, ở đây em có thể xem được danh sách điểm học sinh trong lớp học trong kỳ học. Chủ đề của em là phòng xử lý còn một cách. Trong phần học sinh thì em xin mời duy trên trình bày phần kiến thức học sinh. Thank you.
cái từ tính trong tương lai em cũng thả ra em cũng muốn phát triển thêm nữa là đó là có thể tích hợp cái phần góc này vào thành một app app tự động và có thể thân thiện hơn với cho phụ huynh dễ quản lý hơn học sinh và phụ huynh được quản lý được bây giờ ai cũng dùng smartphone tiện cho cái việc